Rồi mời mọi người nhá. Hôm nay anh em tôi lâu lắm rồi. 3 tuần rồi nhỉ? 4 tuần rồi chưa gặp. Gặp. Ăn tạt số cái chế. Xin chào tất cả anh em. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Thì có vợ chồng bạn Tuyền cùng làm công ty với cả Bảo đến làm món bún Việt Nam và món cái gà rán chân gà luộc. Thì mời người đến mọi người xem video của mình. Không uống bia, hôm nay phải gặp uống bia uống. Đấy, siêu thị của Nhật bia nó sẵn rồi này. Quyết định của A Bay Sẵn. Đây, hôm nay có hai vợ chồng Việt Nam đến chơi, mua đồ ăn chân gà đến. Lâu lắm mình ăn được cả món này đấy. Chân gà. Có cá hết cá bóng à? Bồi món đấy. Nước chấm không? Bóng hơn chéo được. Nhìn trông chưa ngon. Món này là làm món gì thế? Bò ấy. Bò. Bò đó. Bò tươi. Bò Việt Nam mà hay là bò xào. Bò Nhật mới chia là đỏ. Thì chia là ngon. Tuyền đang nấu món làm bì để làm bún. Cái là bột me đúng không nhỉ? Bột me với cả tỏi, ớt, với cả đường xào lắm. Món đây là món cánh giãn. Đây là đang làm màu cho lên màu. Gọi taxi để gọi phát chắc. Đăng ký nhanh, đăng ký tiền. Sắp hoa rồi. Chuẩn bị đã cần. Này rồi, bố mẹ đang kể, bố mẹ như bên này, tổ này tắt cái này à? Đây.
nghe. Chú cay. Ấy, gia vị. Đấy à. Cho bóng lên. Khâu gần xong rồi đấy, bắt bún phở Việt Nam đấy. Tên đúng quá trời. May là có chú Tuyền đến nấu món phở Việt Nam, bún phở bò Việt Nam cho anh em ăn. Không thì lấy vợ nước ngoài thì không được ăn món này đâu. 4 năm rồi. 4 năm. Đây trên Tokyo thì khoảng mấy em Việt Nam có đến rất lớn. Cho hết vào đây thôi. Cho cả xuống xuống. Đây là bát phở bún bò Việt Nam. Đã 6 năm giờ sang Nhật mình chưa ăn món này. Thịt bò đỏ. Đã xong. Mời mọi người nhá. Hôm nay anh em tôi lâu lắm rồi. 3 tuần rồi nhỉ? 4 tuần rồi chưa được nhỉ? À, ta số cái chứ. Thấy số cái đấy. Cái rau này em đây là cái rau gì đây này, gì nhỉ? Ồ, rau này hiếm lắm, Nhật chỉ có đâu. Có nhưng mà ý là em không nói mua được. Rau này thơm này. Ủa, em phải trồng một ít để trồng, ở nhà trồng. Rồi anh em làm món đấy. Có mà em trồng mà. Con này gọi là rau à. Cái gì mùi ngò gai của gì. Mùi gai à, trong này hôm nay gọi là ngò gai. Ồ, xin chào. Cái này. Đây là nó. Ừ. Ui ngon đấy, một bát phở bò 6 năm rồi chưa ăn. Năn thì ta đi. Năn thì ta đi. À xí. Anh chấm nước tương này rồi. Đây nước, thêm nước. Cầm một cái chân gà nữa. Nước ấy. Nước phở nè. Nước phở chấm lắm. Không ý là anh muốn ăn thêm nước phở. Trốn chiến thì đấy. Vâng. Và anh quay anh vi trong một tí không ạ? À. Ok ok. Arigato.
Mình cơ, bó xì hả?